Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Thu Đã Cuối, chép theo bản tránh do Đức Âm dự. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán Năm Canh Thình. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thu đã cuối bắt lấy rơi thổi hương, xét cõi lòng chẳng nổi thương tâm. Canh chàng thổn thức đứng nằm, phiền bã xe ngựa u âm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, chấm vào nghiêng chỉ xiết ngại ngùng. Cùng bông sao lại thấy bùng, một bài cõi tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chi, giỏi đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi trời rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tội, ước sao mình như cội trên trăng. Đặng soi khắp cả dương trần, dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng đó.
đòi học cổ của ông. Nguồn vẫn kêu gọi người đồng tâm tu, lòng đừng chấp mối thù chi cả. Lũ bạo tàn tất cả nay mai, bấy lâu phe giỏi phe tài, trời xanh rồi thấu diệt lời kêu căn. Lời cơn gió tạnh sẽ lần
cần nắng sợ trải qua rồi việc dở quá ai thế gian sẽ biết thánh tài bế bồng con dài hát bài khai ca ai mà được trong qua cảnh ấy cõi khúc nhà phần tân sĩ này bao gió bụi miệng xó lòng thao cuối ta bàn theo đòi hương phẩm Thích Ca dốc đem tâm trí tập ra đạo quán thù những bãi chiến trường cũng đồng xưng ba xưng dương tranh quyền đoạt lợi đớn đương sẽ dành ta nguyện một lời hành phải người thông thạo hoàn toàn nhưng mà gắn chí kiêu gian người ơi thức tình lánh nàng tu thân ngược bạch thế trong ngàn thần thông phép Phật muôn nghìn cõi lành nắm chặt ắt mình thành thơi nơi tăng sĩ có lời kêu gọi dùng tinh thần chống chọi quỷ tà đừng cho chúng đến gần ta nhớ sanh còn hơn ngàn ngàn giấc say Phật tiên thánh muôn loại gian vật cùng ở trong hoa đất dựng gầy trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoàng ta chỉ giống tầm đại nguyện tiếng cho dương trần rồi chuyện sai lầm đình thần dẹp hết ta tâm quần lại bộ mở cái tâm tự cường tự trọng ngâm cuộc đời cái bóng theo hình tu hành đâu kể nhục dịch
tâm lòng thành, quyết dựng đạo đầu. Đôi điều hòa nhãn nơi nơi, hôm này mới chịu ngồi ngơi thật bàn. Lòng trẻ thao biết đoạn biết cơ kết, vì xác phàm mê mệt đau này băng rừng dẹp phá gốc cây, đưa người lương thiện đến xong thiền ra cứu giấc cơ sanh linh, miễn cho bà tánh dẹn mình hết cơn bệnh tật hết tinh đảo tà. Cuối nhà xin Phật ban cho kẻ khác lòng, chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bệnh nhớ, để ma bệnh theo hờ chết kia ôm hốt bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thấy cùng dình cốt xưa. Nỡ đâu lại dài bữa đồng loại cùng trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, chớ về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá viện cảnh tột, nên nhiều lần dùng thuốc bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Dược cánh khổ muôn phần ưu ám, gánh ghét hờn thì thảm muôn. Yeah.